Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một video đẹp, không đẹp không lấy tiền các bác nhá. Em lên cho các bác một giò hoàng thảo kèn Lai Châu nhá, bắt đầu chớm nở nhá. Đấy, tím đậm luôn, hai thân nhá. Thân này là được gần 80 cm, gần 80 cm, và thân này được 50 cm. Đấy các bác nhá, một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 700.000 nhá, 700.000 nha. Cái này thì em thuần ở chậu nhá. Đấy, 700.000 cho giò số 1 nhá. Số 1 nhá. Kèn thì siêu tím luôn nha các bác nhá. Cái này, đấy, em bán 450.000 không ai lấy này. Đẹp không? Nó nở đúng ngày 20 tháng 11 nhưng hôm qua em lại bận đi tiếp khách nên là không quay được. Cái giò như thế này nhá, em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 các bác nhá, 450.000 nhá, đã nở nhá. Đẹp không ạ? 450.000 nhá, đây à. Đấy, cho giò số 2, số 3 này, 3 mầm 3 thân nhá, 3 thân nhá. Mỗi thân được 50 cm, tính đều mỗi thân được 50 cm nhá. 3 thân như thế này nhá. Vẫn là hoàng thảo kèn Lai Châu nhá các bác nhá. Năm ngoái cái thân này à, cái giò này thì hoa tím siêu đậm luôn. Em bán cho các bác với giá là 800.000 nhá. 800.000 nhá. Cho giò số 3. Số 4 này, một giò kiều tím yên tử, hàng rừng nha các bác nha, chứ không phải là hàng gieo hạt nha. Một giò như thế này, em đã kích được kích cho các bác 3 bông hoa để các bác chơi Tết nha. Đã kích rồi nha, kích 3 bông thôi, để biết mặt bông với lại chơi hoa Tết nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Em đếm thân có lá cho các bác nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, đấy, 10 này. Đấy, hai thân này là mầm đang lên nha các bác nha. 1.500.000 cho giò số 4. Đen dô hoa vàng nhá. Thân nó dài đây này các bác này. Đấy, 4 này. Được 1 mét. Được 1 mét nha các bác nhá, 1 mét nhá. Như này nhá. 5 thân này bác nào yêu cầu em cho lên hoa hết thì cũng ok nha các bác nhá. 5 thân nhá. Hai thân này thì nó đang ra hoa này. Đấy. Còn ba thân này thì các bác muốn kích thì em sẽ kích cho các bác nha. Các bác về các bác thay chậu, phải thay ở đây ấy thì nó sẽ cước nó sẽ cao nha các bác nhá. Thay ở đây nó cước nó sẽ cao. Như bác nào yêu cầu thì em vẫn làm thôi nhá. Một giò như thế này, 5 thân nhá, hoa vàng ươm. Tí nữa em sẽ đặt hình ảnh đại diện nhá. Một giò như thế này, em chia sẻ cho các bác với giá là 750.000 nha, 750.000 nha các bác ạ. Cho giò số 5. Số 6 nè, một giò hoàng nhạn nha, hoàng nhạn nha các bác nha. Giò như thế này, em bán cho các bác với giá là
600.000 nhá, 600.000 nhá. Cái này là nhận thái thôi chứ không phải là nhạn là rừng nhá. 600.000 cho giò số 6. Số 7 này. Số 7 nha các bác nha. Một giò trồn như thế này, cây này thì sang năm kiểu gì là cũng mỗi một cây được 2 đến 3 bông hoa nha các bác nha. Các bác nha. Cây như thế này kiểu gì sang năm cũng được 2 đến 3 bông hoa một cây. Đấy. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 550.000 nha, 550.000 nha các bác nha. Cho giò số 6. À, số 7 đây. Số 7 nha các bác nha. Số 8 này, tiếp tục là dáng hương nuôi trồn này. Đấy. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha các bác nha. Toàn cây đẹp thôi, nó đã thuần hết rồi nha. 500.000 cho giò số 8. Số 9 này, tiếp tục dáng hương nuôi trồn này. Đây nha các bác nha, em sẽ cho các bác xem này. À, như thế này. Đã thuần thì các bác không phải nghĩ. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Cho giò số 9. Số 10 này. Cái này là kiều tím miền Trung nha các bác nha. Kiều tím miền Trung nha. Đã thuần nha. Đấy, như thế này. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha. À 800.000. 800.000 thôi. Cho giò số 10. Số 11 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, như thế này. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Các bác muốn lấy hàng nhỏ thì em cũng có nha. 600.000 cho giò số 11. Số 12 này, một giò sơn thủy tiên nha. Củ nó bé này này các bác này. Đấy. Bác nào muốn cho lên hoa em cũng cho lên hộ nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nhá. Cho giò số 12. Số 13 này. Một giò gà nhá, một giò gà nhá. 200, các bác không thích thì em bán 180 nhé. 180.000 cho giò số 13. Số 13 nha các bác nha. Cái giò này là giò hoàng thảo vôi nha các bác nha. Hoàng thảo vôi nha. Như thế này. Em chăm thì nó đạt rồi nha các bác nha. Đấy, em chỉ cho mỗi phân tan chậm rồi. Đấy. Không cho gì khác luôn. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Nhìn thân thế này thôi như nó được 50 sen đấy nhá các bác nhá. Gần 50 sen luôn. Hoang thảo vôi xin hồ đấy. 280.000 cho giò số 14.
Số 15 nè, một giò hạc vĩ nè. Một giò hạc vĩ nè. Thuần thì thôi rồi luôn. Đấy, một giò như thế này. Các bác nhá, một giò như thế này nhá. Trồng ở chậu, các bác về sang năm ấy, nó tốt. Sang năm mới là đạt cây nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha, hạc vĩ nha. Đấy. Giò này là cái chậu này là chậu 30 ấy nha các bác nhá. 500 nghìn cho giò số 15. Số 16 nè, hoàng thảo u lồi nè. Một thân nè, hai thân hoa nè. Ba thân hoa nè. Bốn thân hoa nè. Năm thân hoa, sáu thân hoa. Sáu thân hoa nha các bác nha. Đây nha. Đấy, thân hoa đó, nó dài như này mà. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha, vì là em mua nó cao lắm, hàng thuần này em mua cao lắm các bạn ạ, dài cả mét cơ. 400 nghìn cho giò số 16. Số 17 này, một giò chuỗi ngọc, em chỉ còn duy nhất một giò này thôi. Chuỗi ngọc nha các bác nha. Giò chuỗi ngọc này em bán cho các bác với giá là 350 nghìn nha. 350 nghìn nha, hàng một dè nha. Cho giò số 17. Số 18 nè, một giò dáng hương nuôi trồn, cây này to không các bác? Cây này siêu to nhá. Đôi 4, 5 cây. 5 cây nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 320 nghìn. 320 nghìn nha các bác nha. Thuần thì đây rồi nha các bác nha, chạy hết dết dễ lên trên này. Đấy. 320 nghìn cho giò số 18. Số 19 này là cái này là hoàng thảo tam bảo sắc, thì các bác nhìn nó dày như thế này thì vùng quanh luôn nha các bác nha. Vùng quanh luôn nha. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 350 nghìn nha. 350 nghìn nha. Đây, mầm của nó chum xuê luôn nha các bác nha. 350 nghìn cho giò số 18. À 19. Số 20 này, Sơn Thủy Tiên nha. Sơn Thủy Tiên nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 250 nghìn. 250 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 20. Số 20 nha các bác nha. Số 21 nè. Cái này là báo hỷ nha các bác nha. Có một giò duy nhất thôi. Còn một giò duy nhất nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá 150 nghìn nha. 150 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 21. Số 22 này. Các bác này. Cây trồn này lá được gần 5 sen nha. Lá được gần 5 sen nha. Hai cây to này lá được gần 5 sen này. Đấy.
một giò trồn như thế này em chia sẻ cho các bác với giá là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha các bác nha. Đây nha, độ thuần thì các bác không phải nghĩ nha, là dễ rồi đấy, 1.200.000 cho giò số 22. Số 23 này, giò sóc Lào nha, dáng cũng đẹp, dễ đã chạy các bác nha. Giò sóc Lào như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha các bác nha, cho giò số 23, số 23 nha các bác nha. Số 24 này, cái giò này là giò quế trắng tháng 8 nhá, 3 cây thôi, như nó em trồng thì đẹp nha các bác nhá, gỗ này thì không bao giờ hỏng nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 450.000 nha, 450.000 nha các bác nhá, cho giò số 24. Số 25 này, số 25 này, giò này là giò kiều dẹt nhé các bác nhá, giò kiều dẹt nhá. Đấy, đẹp không ạ? Một giò kiều dẹt đẹp như thế này, đã thuần nhá. Đây là cái thân tơ năm nay em vừa trồng nó đã lên được như thế này không? Đấy, rất nhiều thân tơ luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha các bác nha, cho giò số 25, số 26 này. Đấy, một cây quế trắng tháng 8 như thế này. Đấy, em bán cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha, dáng thác đổ nha, 300.000 cho giò số 26, số 26 cũng là số cuối của em nha, mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh và ủng hộ chúng em nha. Vâng, em cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bác yêu Lan nha.